trước tình trạng dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế có xu hướng tăng cao, Đắk Lắk đã trực tiếp kiến nghị quyền Bộ trưởng Bộ Y tế sớm trình chính phủ để sửa đổi ban hành quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Ngày 4 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Tại đây, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc Nay Phi La đã báo cáo tình hình khám chữa bệnh trong 7 tháng đầu năm và tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Về tình hình dịch sốt xuất huyết, toàn tỉnh ghi nhận 2.415 trường hợp mắc và tăng gần 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2021. Có 2 trường hợp tử vong, ngành y tế đã điều tra và xử lý 100% ổ dịch được phát hiện bằng phun hóa chất và vệ sinh môi trường. Về công tác tiêm vaccine COVID-19, đơn này Đắk Lắk đã nhận 4.367.418 triệu liều vaccine, trong đó tổng số mũi tiêm được là 4.262.859 triệu liều. Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết tình hình dịch đang phức tạp, song địa phương gặp nhiều khó khăn khi đội ngũ y tế nghỉ việc nhiều. Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, toàn ngành y tế này có 100 viên chức xin thôi việc, trong đó có 62 bác sĩ chuyên môn nhiều kinh nghiệm. Trước tình trạng trên, tỉnh Đắk Lắc kiến nghị Bộ Y tế sớm trình chính phủ sửa đổi, ban hành quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập. Bộ Y tế sớm điều chỉnh những bất cập tồn tại trong các căn cứ pháp lý để đấu thầu thuốc, tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác đấu thầu thuốc ở các địa phương. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, tăng cường truyền thông, vận động nhân dân tiêm vaccine phòng COVID-19, triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng, hạn chế tối đa trường hợp biến chứng nặng gây tử vong. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị ngành y tế tỉnh nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, đáp ứng đầy đủ các loại thuốc và vật tư y tế. Ngoài ra tỉnh cần phân tích rõ nguyên nhân khiến y bác sĩ công tác ở bệnh viện công lập xin nghỉ việc, chuẩn bị nguồn nhân lực dài hạn cho ngành y tế từ tỉnh đến cơ sở.